Cái này gọi là cây chẽ ba. Tóc đẹp. Từ từ, bởi vì tôi vẫn hay quên. Ba chạc. Chạc ba, ba chẽ, chẽ ba. Có bốn loài liền khác nhau mà. Ba chạc là cây ngoài kia rồi. Ba chạc là Euphorbia lepta. Chạc ba là, chạc ba là Anophilus scabe. Cái này là ba chạc. Còn có cả tên đấy. Ba chạc. Ba chạc là cái này dùng để chữa kiết lỵ, lá chủ để chữa kiết lỵ. Cái này nó thân nó có ba cạnh này. Này, thân non ba cạnh này. Cái này có tên khoa học nó Desmodium triangulare, tri là ba. Angulare, angu là cạnh, angulare là ba cạnh. Nó có ba cạnh rất là rõ. Này. Desmodium triangulare. Ba chạc. Để chữa chuyên về kiết lỵ. Đừng có trốn nắng thanh niên, nam một còn nam cũng thấy xấu hổ nhá.